Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Sa Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, người Việt ta có câu đầu xuôi đuôi lọt, việc khai trương buôn bán, mở cửa hàng là một ngày có ảnh hưởng rất lớn đối với những người kinh doanh. Khai trương thuận lợi sẽ giúp cho việc kinh doanh buôn bán sau này được nhiều may mắn và thuận buồm xuôi gió. Vì vậy, xem ngày khai trương tháng 12 năm 2022 nhâm dần để lựa chọn ngày tốt khai trương theo tuổi để mở cửa hàng được đại cát đại lợi. Xem ngày khai trương theo tuổi của bản mệnh là sự lựa chọn ngày tốt và giờ tốt nhiều cát khi tiến hành khai trương. Xem ngày khai trương theo tuổi của bản mệnh là lựa chọn ngày tốt và giờ tốt nhiều cát khi tiến hành để khai trương được đắc tài sai lộc, khách khứa đông nườm nượp, thu về mỏi tay. Đó là những ngày tốt nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn những nội dung chính sau. 1. Những việc cần làm trong ngày khai trương tháng 12 âm lịch. 2. Những ngày xấu kiêng kỵ khai trương trong tháng 12 âm lịch. 3. Những ngày tốt nhất khai trương trong tháng 12. 4. Tuổi nào dùng những ngày tốt này sẽ được lộc trời, may mắn và thành công suốt cuộc đời. Tuổi nào đại kỵ không nên dùng. 5. Tổng kết những ngày tốt cho quý vị nắm bắt dễ dàng hơn. Đó là 5 nội dung chính mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Để mọi việc được hanh thông thuận lợi, quý vị hãy dành ra 30 giây để chuẩn bị cho công tác khai trương được thuận lợi và may mắn. Nội dung đầu tiên mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị, những việc cần làm trong ngày khai trương tóm tắt như sau. Khi thực hiện nghi lễ khai trương, thường thì trong ngày này, gia chủ cũng tiến hành bao sái, tẩy uế cho ngôi nhà hay cửa hàng, tiến hành lập ban thờ thần tài, bốc bát hương. Quý vị lưu ý trong bát hương phải được nạp cốt thất bảo để cho bát hương được tụ khí, đồng thời lưu giữ lời nguyện cầu và thông linh với các bậc thần tiên, thần tài, thổ địa. Sau khi bốc bát hương và làm nghi lễ khai trương, gia chủ tiến hành bật bếp nấu một ấm nước sôi để pha trà cúng thần linh gia tiên và mời khách. Bếp phải được bật liên tục ít nhất 2 tiếng đồng hồ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp tới số 0989 349 119 để được tư vấn chi tiết về lễ khai trương. Nội dung thứ hai, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong ngày khai trương. Thưa quý vị, mỗi một ngày sẽ có ý nghĩa riêng với từng sự việc. Ngày tốt của Lưu Bang là ngày tàn của Hạng Vũ. Như vậy sẽ không có ngày tốt chung cho tất cả mọi người hoặc là rất ít. Ngoài việc lựa chọn ra ngày tốt cho sự việc, ta còn phải xem xét ngày đó tốt cho ai. Bây giờ chúng ta bắt đầu tìm ra những ngày tốt nhất để tiến hành công việc khai trương trong tháng 12 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư để tự chọn cho mình được những ngày cát lành nhất, tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ thầy nào. Trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt, từ âm dương ngũ hành, thiên can địa chi và lộc mã quý nhân, ứng dụng trực tiếp trong việc chọn ngày tốt dành cho những người chưa biết tới phong thủy, tới những bậc chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư. Theo Ngày Tốt Toàn Thư, những ngày khai trương phải đáp ứng được các tiêu chí sau. 1. Ngày kỵ khai trương, sát chủ, thụ tử, tam nương, nguyệt kỵ, nguyệt phá, dương công kỵ, trực bình, trực thâu, trực bế, kiếp sát, tai sát, nguyệt hình, nguyệt hại, nguyệt yếm, thiên sứ, đại thời, đại hao, tiểu hao, tứ phế, tứ cùng, ngũ mộ và cửu không. 2. Ngày hợp khai trương, thiên nguyện, dân nhật, trực mãn, trực thành, trực khai, ngũ phú, đại hồng sa, thiên đức hợp, nguyệt đức hợp. Bây giờ xin mời quý vị cùng xét cắt hôm của từng ngày để tìm ra được ngày tốt nhất khai trương trong tháng 12 âm lịch. Bước vào nội dung thứ hai, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 12 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để lựa chọn ra một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, cần loại bỏ hết những hung tinh, xung sát trong tháng để chọn ra được những ngày tốt nhất trong tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch năm 2022 nhâm dần bắt đầu từ ngày 23 tháng 12 dương lịch đến ngày 21 tháng 1 năm 2023 dương lịch. Tháng 12 là tháng Quý Sửu, là tháng đủ, ngày mùng 1 là ngày Canh Tuất, ngày 30 là ngày Kỷ Mão. Trong tháng 12 có hai tiết khí là Tiểu Hàn và Đại Hàn. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 12 âm lịch bao gồm những ngày sau. 1. Ngày sát chủ trong tháng 12 âm lịch là ngày Thìn, bao gồm mùng 7 Bính Thìn, 19 Mậu Thìn. Đây là những ngày xấu đại kỵ không dùng. 2. Ngày thụ tử trong tháng 12 âm lịch là những ngày dậu, bao gồm mùng 2 Tân Dậu, 24 Quý Dậu cũng kiêng kỵ không dùng vào việc gì. 3. Ngày dương công kỵ trong tháng 12 là ngày 19 Mậu Thìn, kỵ các công việc liên quan đến nhà cửa.
4 ngày tam lương bao gồm có 6 ngày, mùng 3 Nhâm Tý, mùng 7 Bính Thìn, ngày 13 Nhâm Tuất, 18 Đinh Mão, 22 Tân Mùi và 27 Bính Tý. Đây là 6 ngày xấu và kỵ mọi việc. 5 ngày Nguyệt Kỵ bao gồm các ngày mùng 5 Sắp Dần, 14 Quý Hợi, 23 Nhâm Thân. Đây là 3 ngày cực xấu và kỵ mọi việc. 6 ngày trực phá là những ngày mùi, bao gồm mùng 10 Kỷ Mùi, 22 Tân Mùi. Ngày này ngoài việc chặt cây, lấp giếng và phá dỡ nhà cửa thì không dùng cho việc gì khác. 7 ngày trực bình là những ngày thìn, bao gồm mùng 7 Bính Thìn và 19 Mậu Thìn. 8 ngày trực thâu là các ngày Tuất, bao gồm mùng 1 Canh Tuất, 13 Nhâm Tuất và 25 Giáp Tuất. 9 ngày trực bế là những ngày Tý, bao gồm mùng 3 Nhâm Tý, 15 Giáp Tý và 27 Bính Tý. 10. Ngày kiếp sát là những ngày Dần, bao gồm có 3 ngày mùng 5 Sắp Dần, 17 Bính Dần và 29 Mậu Dần. 11. Ngày tai sát là những ngày Mão, bao gồm mùng 6 Ất Mão, 18 Đinh Mão và 30 Kỷ Mão. 12. Ngày Nguyệt sát là những ngày Thìn, bao gồm mùng 7 Bính Thìn và 19 Mậu Thìn. 13. Ngày Nguyệt hình là những ngày Tuất, bao gồm mùng 1 Canh Tuất, 13 Nhâm Tuất và 25 Giáp Tuất. 14. Ngày Nguyệt hại là những ngày Ngọ, bao gồm mùng 9 Mậu Ngọ và 21 Canh Ngọ. 15. Ngày Nguyệt Yểm, trong tháng 12, ngày Nguyệt Yểm là những ngày Hợi, bao gồm mùng 2 Tân Hợi, 14 Quý Hợi và 26 Ất Hợi. 16. Ngày Thiên Sứ là những ngày Ngọ, bao gồm mùng 9 Mậu Ngọ và 21 Canh Ngọ. 17. Ngày Đại Thời là các ngày Thìn, bao gồm mùng 7 Bính Thìn và 19 Mậu Thìn. 18. Ngày Đại Hao, tháng này không có. 19. Ngày Tiểu Hao là những ngày Thìn, bao gồm mùng 7 Bính Thìn và 19 Mậu Thìn. 20. Ngày Tứ Hao là ngày 12 Tân Dậu. 21. Ngày Tứ Cùng là ngày 14 Quý Hợi. 22. Ngày Ngũ Mộ là ngày 19 Mậu Thìn. 23. Ngày Tứ Phế là ngày 15 Giáp Tý. 24. Ngày Cửu Không là ngày Tỵ, bao gồm mùng 8 Đinh Tỵ và ngày 20 Kỷ Tỵ. Đó là 24 hung tinh chúng ta cần loại bỏ trước khi tiến hành chọn ra những ngày tốt để thực hiện công việc khai trương cho được hanh thông và thuận lợi. Sau khi đã loại bỏ những hung tinh, ta xét các cát tinh để tìm ra những ngày tốt nhất, bao gồm những ngày sau. 25. Ngày Thiên Nguyện là ngày 15 Giáp Tý. Ngày này cũng chính là ngày Tứ Phế nên ta không dùng để khai trương được. 26. Ngày Dân Nhật là những ngày Mão, bao gồm mùng 6 Ất Mão, 18 Đinh Mão và 30 Kỷ Mão. Ngày này trùng với ngày tai sát nên bỏ qua không xét. 27. Ngày Trực Mãn là những ngày Mão, trùng với ngày Dân Nhật đã xét ở trên. 28. Ngày Trực Thành là các ngày Dậu, trùng với ngày Thụ Tử nên không dùng. 33. Ngày Trực Khai là ngày Hợi, cũng đồng thời là ngày Nguyệt Yểm nên không dùng được theo tiêu chí này. 30. Ngày Ngũ Phố là những ngày Thân, bao gồm 11 Canh Thân là ngày tốt chứa nhiều cát tinh. Ngày 23 Nhâm Thân trùng với ngày Nguyệt Kỵ nên không dùng được. 31. Ngày Đại Hồng Sa là các ngày Thân và Tuất. Ngày Tuất trùng với ngày Trực Thâu và ngày Nguyệt Hình nên ta không dùng. Ngày Thân bao gồm 11 Canh Thân là ngày tốt đã xét ở trên, 23 Nhâm Thân là ngày Nguyệt Kỵ không dùng được. 32. Ngày Thiên Đức là những ngày Canh, bao gồm mùng 1 Canh Tuất trùng với ngày Trực Thâu ta loại, 11 Canh Thân rất tốt, ngày 21 Canh Ngọ tuy trùng ngày Nguyệt Hại nhưng có nhiều cát tinh, ta có thể xem xét thêm để sử dụng làm ngày khai trương. 33. Ngày Thiên Đức hợp là những ngày Ất, bao gồm mùng 6 Ất Mão cũng là ngày tai sát rất xấu, 2 ngày 16 Ất Sửu là ngày khai trương, 26 Ất Hợi trùng ngày Nguyệt Yểm nên ta không dùng được. 34. Là những ngày Canh, trùng với ngày Thiên Đức đã xét ở trên. 35. Ngày Nguyệt Đức hợp là những ngày Ất, trùng với ngày Thiên Đức hợp đã xét ở trên. Như vậy chúng ta đã dựa vào 35 tiêu chí của sách Ngày Tốt Toàn Thư để chọn ra những ngày tốt khai trương trong tháng 12 âm lịch. Những ngày tốt trong tháng 12 âm lịch cho việc khai trương đó là những ngày tốt sau. Ngày 11 Canh Thân, kỵ những người tuổi Dần, hợp người tuổi Tý, Thìn, Tỵ và những người có thiên can là Ất. Ngày 21 Canh Ngọ, kỵ những người tuổi Tý, hợp người tuổi Dần, Tuất, Mùi và những người có thiên can là Ất. Ngày 16 Ất Sửu, kỵ những người tuổi Mùi, tốt cho người tuổi Tý, Dậu, Tỵ và những người có thiên can là Canh. Đó là 3 ngày cát lành khai trương trong tháng 12 âm lịch và chi tiết những tuổi hợp kỵ với ngày. Quý vị hãy nhanh tay lựa chọn cho mình những ngày phù hợp nhất để tiến hành mọi việc được thuận lợi và may mắn. Hy vọng qua video này quý vị sẽ lựa chọn được cho mình những ngày tốt đẹp như ý. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại dưới ô bình luận bên dưới video hoặc gọi điện trực tiếp tới số 0989 349 119 để được giải đáp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy hoan hỉ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin cảm ơn.